Hello, xin chào tất cả mọi người. Thì hôm nay mình tiếp tục chơi cái trò chơi Power Quadriot phiên bản 12.0 ha. Và mình đang sẽ chơi cái chế độ là Challenge, chế độ thử thách. Vâng, bây giờ thứ tư của mình về cái trò chơi này. Vâng, và các bạn, đây là cái video tiếp theo. Thì mình sẽ chọn một cái nhân vật sau cùng, đó là Jiren. Vâng, và mình đang mở khóa cái nhân vật đó các bạn. Nhân vật này khi mình cũng không biết cái tên gì đó, những trận sau cùng của mình đó, mình cũng sắp được mở khóa rồi. Vậy là mình thấy Jiren là một cái nhân vật rất là mạnh, là có thể thắng được những trận cuối. Đấy, vâng, và hầu như cái kia này nó không bị mất thời gian giống như trước, giống như là được điều chỉnh sẵn rồi. So với những nhân vật trước kia mình chơi thì cái kia này có bị cắt bị thời gian, cái đó là yếu. Còn đây hình như là này thì hầu như cũng như thế này, không ảnh hưởng. Mà chỉ cần như thế này thì đã tiêu diệt được hết hai thằng rồi. Rồi lại dính đầu. Tấn công cái gì trời, mặc dù là hai thằng nhưng không đánh được ở đâu. Ca dữ thiệt kìa, thì cũng mạnh đấy. Đáng tiếc thật. Nó đỏ rồi, làm sao đánh lại nữa. Trời, công nhận như này thật. Lấy ra đỉnh đòn đất cuối nữa hỏng. Vâng, và màn tiếp theo rồi, một trò hai luôn, trò hết chấp hai luôn, một chấp hai nha. Dính đòn. Dữ chưa, quá trời. Một cái hai nha, ôi trời ơi. Cái gì vậy? Dính cái đòn của ta rồi. Chừng hồi nãy như thế này thôi. Dính là cố nè. Thì một trợ hai cũng không thành vấn đề. Chết chưa nè. Trời ơi, nó như thế gì. Trời ơi, được năm. Dính đòn. Wow, bây giờ là nâng cấp sức mạnh của mình, nó gắn tiếp nữa sao. Được, để coi. Mày hả mày, ta sẽ đẩy vài cú để cho mày biết rồi nè. Sút kìa. Lại hả chưa. Dính đòn. Còn người vẫn cần rất ngoan cố. Để coi xem sao. Tiêu tầm. Trời ơi, lý nhỉ. Khủng khiếp. Tết kìa. Xong rồi. Vâng. Hả? 1-3. Thật là. Vâng rồi các bạn. Nếu bạn thấy hay thì hãy like, share và đăng ký kênh giúp mình nhé. Vâng, cái gì? 3-2. Đấy, ta đẩy banh sát nè. Vê. Để giữ mặt chúng ta sao. Tiêu tuần, 3 con cũng xử hết luôn. Dính cho nào.
cái gì biến hình nữa hả? Trời 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 trời, cái gì? Láo tét à. Trời dữ thật. Không thích. Trời dính đòn. Mày hả mày? Ê, trời. Trời, con này cũng lì hả? Mày quá lì. Sâu, ôi vô dính đòn. Sâu. Mày hả mày? Sâu kì. Hey, ba thằng vẫn chưa chết nè. Vẫn mạnh như thế. Sắp chết cả bầy. Đứt đòn cả bầy chúng bay. Sắp cả láo à. Bum bum. Ngắm đi. Bye bye. Thank you.